Cái tiếng này á là nó có luôn cái kiểu như là nó mở lên á anh em, nó có cái tần số ở trong đó nữa, cái tần số thu hút dơi rồi tiếng dơi cái dơi con đồ này nọ, nói chung là mở lên nó nghe là nó sẽ tới nha anh em. Thì ngày xưa anh em mua cái máy với cái thẻ dụ dơi của Thuận về làm thì ok rồi, thì bây giờ đây là cái tiếng mới nữa để cho nó tăng cái đàn lên, để Thuận bỏ cái thẻ vô mở lên cho anh em coi thử nha. Đây anh em, đó nó kêu giờ nè anh em, nghe kỹ nha, nó kêu như vậy. Thì chỉ cần là anh em trò dơi mà ổn định rồi á, thì mình cứ mở tiếng này mình treo ở ngoài cái chòi của mình, quay về nó cũng vậy nè, mình để ở ngoài chòi từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, cứ chịu khó mở như vậy thì cái bầy dơi nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Bình thường ví dụ như 3-4 ngàn thì có thể nó lên 6 ngàn, 7 ngàn, nói chung là nó tăng đàn đó anh em. Đó thì cũng có hai bài, thì một bài nhanh một bài chậm, cũng là một bài đó thôi, nhưng mà nè đó, bài này là bài chậm nè, đó, nó kêu sẽ chậm hơn tí, còn bài này là bài nhanh đó. Anh em muốn lấy thì liên hệ với Thuận nha, thì anh em cũng làm ăn bên Thuận mua máy gọi dơi đồ này thôi, thì anh em cũng biết rồi, có gì như dơi hay cái gì không biết, như dơi lấy phân cái gì không biết thì có liên hệ số điện thoại trên màn hình đây thôi, chia sẻ cũng như tư vấn kinh nghiệm.